thì do những cái ứng dụng trên máy mình muốn lưu lại cũng như cái tài khoản trong cái hệ hành Android này, thì Android của mình là 6.0.1, thì mình muốn lưu lại những cái tài khoản ứng dụng cũng như là những cái tính năng ở trên cái phiên bản Android, thì mình mới chia sẻ với các bạn cái thủ thuật này để chúng ta lưu lại toàn bộ cái ứng dụng cũng như cái hệ điều hành Android mà chúng ta đang sử dụng ha. Mình dùng Galaxy S5 đây, phiên bản là 6.0.1. Về bộ nhớ thì nó chiếm 10,9 mươi mấy GB, thì tất cả ứng dụng mà mình đã cài cũng như là cái những cái tài khoản mà mình đã đăng nhập, những cái ứng dụng mình cần thì mình đã lưu, và những cái nào không cần thiết mình đã xóa bớt ha. Khi mình backup thành một bản đằng sau lưu để sau này mình có cơ hội mình có gì mình phục hồi lại á, mình sử dụng thì mình đỡ phải cài lại những cái phần mềm chương trình đó. Do một phần nữa là có cái tài khoản Baidu này nè, mình đã đăng nhập qua cái sim, mà cái sim mình bỏ rồi á. Nên cái sim mình bỏ rồi ha, nên nó bắt mình phải xác nhận qua cái sim, nên mình mất cái sim mình không xác nhận được, nên bắt buộc mình phải backup thành một cái bản cái Android để mà mình sau này mình có bung ra mình sử dụng, mình không cần phải đăng nhập lại cái tài khoản ha. Thì đối với mình thì cái tài khoản này nó quan trọng thôi. Rồi thì có nhiều cái tài khoản khác như Facebook nè, Google Drive, Mega, đó, những cái tài khoản mà mình thấy đối với mình cần sao lưu đó, hoặc là những cái thông tin văn bản tin nhắn gì đó. Rồi mình sẽ lưu lại cái nguyên cái hệ điều hành này ha. Rồi giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì trước tiên để chúng ta tiến hành vào cái chế độ giống như chế độ God trên cái hệ hình Windows, thì chúng ta nên tắt máy, chúng ta bấm ba phím nguồn, nút nguồn ha, nút nguồn, nút home và âm lượng nút lên. Thì để chúng ta tiến hành chuẩn thì chúng ta nên tắt máy các bạn. Nguồn, nguồn, home và âm lượng lên, 1 2 3, ta bấm ba phím đồng loạt đó bạn. Khi nó vào cái màn hình Show Mode này thì chúng ta bắt đầu buông ra. Chúng ta bắt đầu tiến hành sao lưu. Thì để sao lưu cái bản backup này nó cũng 10 ghi mấy, khi mà nó nén lại cũng còn 8 ghi mấy. Thì các bạn rồi các bạn vào backup ha, chọn backup ha. Rồi, chúng ta chọn backup nè. Rồi chọn option drive, chúng ta chọn cái vị trí lưu cái bản này ha, đây là những cái thông tin mà để lưu này, select to, chúng ta chọn vị trí lưu vào cái micro kẹt ha, là ở đây nó có dung lượng trống nhiều nè. Rồi chúng ta ok, rồi chúng ta quét qua thôi, là chúng ta sẽ tạo cái bản cho nó chạy quá trình này nó chạy cũng khá là lâu. Mình sẽ cho dừng lại các bạn, đỡ mất công các bạn đợi thời gian ha. Quá trình backup diễn ra rất lâu, hơn 30 phút, nên các bạn chuẩn bị pin nó full nha, chăm chăm. Tốt nhất là không nên cắm sạc trực tiếp, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới máy các bạn. CPU hiện tại là 68, 69 độ. Nếu mà chúng ta vừa sạc vừa làm như thế này thì nó ảnh hưởng, có thể là máy nó tự nóng quá nó sẽ tắt nguồn mà. Ở video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là phục hồi lại cái bản mà mình đã backup ha. Với bản Android với dung lượng 8 GB thì thời gian backup khoảng 30 phút các bạn nha.
Các bạn đợi quá trình chết cái MD5 là khoảng 5 phút ha, khi nó hiện cái dòng backup complete in với cái thời gian là 2071 giây. Thì chúng ta một là khởi động lại máy, hai là chúng ta lưu lại ha. Thì reboot system là khởi động lại máy thì dễ, mình xin lưu lại cho các bạn xem sơ qua về những cái tính năng của cái Penguin này, nó rất là hay. Thì xin lỗi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lui lại ha. Rồi cái khi mà chúng ta muốn phục hồi, chúng ta vào cái Restore nè, rồi chúng ta chọn cái select ổ đĩa của mình, thì mình chọn cái ổ nào mà nó chứa cái bản backup thì chúng ta chọn vào ha. Đó, thì chúng ta quét qua thôi là nó sẽ backup rồi ha. Rồi những có nó những cái có những cái tính năng hay là chúng ta cài đặt ha, Intune, chúng ta cài đặt cái hệ hành Android khác. Cái này thì xóa cái format data hoặc là format cái thùng rác. Cái này mau thì chúng ta dùng để những cái tính năng như mau cái thư mục, cái ổ đĩa nào đó trong cái thẻ của mình hoặc bộ nhớ mình, mau cái file mà chúng ta đã tạo để chúng ta coi cái những cái thành phần file chi tiết bên trong. Rồi setting trong này nó có nhiều cái tính năng khác tương tự, nó chọn cái thời gian bây giờ cũng 7 ha. Rồi, những cái này chúng ta không cần thiết phải tìm hiểu thêm đâu, chúng ta tìm hiểu những cái cần chính thôi, như là phục hồi, xóa hoặc là cài cái phiên bản Android mới. Thì trong cái phần mà backup chúng ta có thể tạo được cái mật khẩu nữa mà. Đây chúng ta đặt mật khẩu anh đây, đặt mật khẩu nào chúng ta dễ nhớ nha, đừng đặt mật khẩu khó quá quên nữa, chúng ta không có phục hồi là được cái phiên bản Android mình tạo ha. Rồi sau đây mình sẽ thoát ra mình reboot lại ha, khởi động lại cái hệ điều hành, một là tắt máy, reboot system. Thì cái phần mà dùng thêm win bên ngoài thì giống như cái menu bút trên bút HDD trên Windows các bạn, trên máy tính ha, thì tạo bút HDD thôi thì cũng cùng cái phiên bản hay điều hành mà chúng ta sử dụng được cứu hộ bên ngoài. Thì thêm win nó có tính năng giống như vậy, thì chúng ta can thiệp hoàn toàn vào trên cái hệ điều hành Android, chúng ta tạo mới hoặc là chúng ta cài mới hệ điều hành khác cũng được. Thì nó cái Penguin nó hay như thế. Những cái bản mà chúng ta được giới thiệu trên app, như cái phiên bản backup mấy cái ứng dụng thì nó không hay bằng cái Penguin đâu, nó chỉ là những cái bề mặt ở trên phần mềm ở bên trong thôi, còn cái này mình can thiệp cả nguyên cái hệ thành gốc luôn đó mà. Thì mình khuyến cáo là chúng ta nên dùng cái tính năng Penguin thì nó hay hơn nhiều, nó lưu lại tất cả các dữ liệu của trọn bộ hệ điều hành mà nó không có chia sẻ rời rạc hay là nó bị lỗi như là những cái ứng dụng mà chúng ta dùng trên máy ha. Thì để chết lại cái phiên bản á, mà chúng ta tạo backup á, thì chúng ta nên đóng gói vào cái file nén chấm zip để sau này chúng ta đỡ phải khi mà nó lỗi chúng ta còn có thể check lại cái mã MD5 đó mà, MD5 hoặc là mã head để chúng ta biết là cái file mình tạo nó có lỗi hay không. Thì tốt nhất là chúng ta tạo thành một cái file zip ha, chúng ta đóng gói lại. Đóng gói thì chúng ta vào cái thư mục backup luôn ha, nó nằm trên cái vị trí mà chúng ta đã lưu.
Đây là cái phiên bản Android nào nó cũng có những cái tính năng đơn giản như thế này mà. Đây, cái nào nó cũng có. Từ Android phiên bản 4.0.1 mà nó có những cái tính năng này. Chúng ta vào kiểm tra chúng ta cũng sẽ thấy. Mình vào bộ nhớ coi ha. Nè, dung lượng file nó chiếm trên thẻ nhớ mình đã tạo, mình vào coi thử cái backup của nó ha. Trên thẻ nhớ đây, đây nó là cái TWRB, thì chúng ta lưu cái này. Chúng ta nén thành file zip ha. Các bạn có thể vào cái máy tính chúng ta làm nó chuẩn, và các bạn có thể nén nguyên cái thư mục này từ thư mục gốc đi thì nó chuẩn hơn. Thì chúng ta giải nén vào cái thẻ nhớ thì chúng ta không cần phải tạo thêm cái thư mục này ha. Rồi bên trong thư mục thì nó có rất là nhiều file. Đây là tất cả các file, cái thành phần mà chúng ta tất cả các file mà cái thành phần chúng ta đã backup ha. Thì dung lượng nó chiếm là 8 GB ha, so với cái ban đầu là mình thấy là 10 GB, 90 mấy MB. Mình xin chia sẻ với các bạn ở đây thôi. Khi mà mình nạp pin đủ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái video mà chúng ta phục hồi lại cái phiên bản hiệu hành chúng ta đã tạo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thành công.